Có hai ngày sốc vọng là Phật tử đi chùa sám hối, quý thầy cũng sám hối. Chứ không phải là Phật tử không mà quý thầy cũng sám nữa. Mình đệ tử Phật mà ai dám vỗ ngực xưng tên là tôi không có tội. Xin thưa không ai dám hết. Nghĩa là con người có mặt ở trên cuộc đời này, biết ăn, biết nói, biết vận động, đi tới đi lui, giơ tay giơ chân là có tội. Cái tay thầy làm như thế này là thầy có tội rồi. Vì trùng không đây không? Vậy là chết quá trời quá đất chung sành đúng không? Nhưng mà cái đó nó nhỏ quá, nó vi tế quá, mình không thấy. Cái tuệ giác của Đức Phật ngài thấy. Ngài nói trong luật Phật quán nhất bát thủy bát vạn tứ thiên trùng. Ngài dùng con mắt tuệ nhãn của ngài, ngài nhìn trong cái chén nước là có 84.000 con vi trùng. Mà cái thời của Đức Phật cách đây là 2.500 năm thì có kính hiển vi ở đâu? Y học chưa có phát triển. Nhưng mà ngài thấy vi trùng trong cái chén nước đó, ngài còn đếm được nữa. Ngài còn đếm được nữa chứ không phải thấy không đâu. Bây giờ mình có kính hiển vi mình rọi thì mình thấy, chứ mình có đếm được đâu. Quá trời quá đất trong đó hết mà không đếm được. Nhược trì thử chú như thực chúng sinh nhật. Nghĩa là mình uống cái nước đó mình không có đọc cái chú, tức là mình ăn thịt chúng sanh. Thế thì mình nói cái chuyện đó người ngoài thế gian họ nói chắc mình mát rồi. Thì trong cái chén nước và uống này ăn thịt chúng sanh làm như ăn thịt gà, ăn thịt heo rồi, đúng không? Người ta không tin đâu. Nhưng mà dưới con mắt tuệ giác của Đức Phật à, như vậy là chúng ta có nói năng, có hành động à, là chúng ta có tội. Mà theo đạo Phật thì đạo Phật không phải là thần linh, không phải là thượng đế. Ngài không có quyền ban phước giáng họa cho tín đồ. Đạo Phật có một cái điểm ưu việt là ngài không phải là giáo chủ, không phải là thần linh thượng đế, không có quyền ban phước giáng họa, mà Đức Phật là thầy hướng đạo dạy đạo, ông thầy giáo. Người Phật tử với Đức Phật cái mối quan hệ thầy trò, mình đọc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn sư tức là thầy gốc của mình, dòng họ Thích Ca, Thích Ca Mâu Ni, dòng họ Thích Ca. Phật là gì? Giác ngộ hoàn toàn. Tức là chúng con cung kính một vị thầy thuộc dòng họ Thích Ca hoàn toàn giác ngộ. Tức là cái danh hiệu mình đọc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là ý nghĩa nó vậy. Thầy, kinh sách của Phật là giáo khoa, mình là học trò. Như vậy thầy mình có sách giáo khoa là Tam Tạng Kinh Điển, mình là học trò, mình học kinh điển, mình học sách giáo khoa của thầy mình để lại. Cái mối quan hệ mình với Đức Phật, ngài là một bậc thầy hướng đạo dạy đạo, chứ ngài không phải là thần linh ban phước giáng họa. Cho nên vì vậy trong giáo lý của nhà Phật có cái phương pháp sám hối, vừa dân chủ, vừa thực tế mà vừa khoa học. Cái phương pháp sám hối ở ngoài thế gian đó cũng có cái phương pháp nó giống như vậy, đã có kết quả nhưng mà không có hoàn toàn. Thí dụ quý vị thấy nè, trong gia đình nó có một người con, một thành viên hư hỏng, bỏ nhà nó đi bụi à, đi một thời gian cái hết tiền sống không nổi mới
quay trở về thưa với bố mẹ đó, con nhận cái khuyết điểm, con nghe lời bạn xấu nó rủ rê con bỏ nhà con đi, bố mẹ chắc khổ lắm, bây giờ con quay về con xin bố mẹ thông cảm, bỏ qua cho con nhận cái khuyết điểm. Thế bây giờ quý vị làm cha mẹ, quý vị tính sao? Có xua đuổi con không? Mừng dữ lắm, thằng này nay nó giác ngộ rồi đó. Phải không? Nó ăn năn rồi, nó về nó nhận cái khuyết điểm, nó không có đi bụi nữa là mừng dữ dằn rồi. Thôi, kêu hết anh em trong gia đình lại, bây giờ đó em con đó nó biết lỗi, giờ nó quay về nó nói bố mẹ nó thông cảm bỏ qua, thôi anh em trong gia đình cũng bỏ qua cho nó đi, tội nghiệp lỡ dại mà nó nghe lời bạn xấu nó. Thế là cái người con đó bình thường trở lại sinh hoạt với các thành viên trong gia đình đó bình thường. Nhưng nó rình rình nó coi cái sâu chìa khóa để đâu đó, tuần sau nó chốt sâu chìa khóa nó lấy tiền nó đi nữa. Vì sao? Nó sám mà nó chưa hối cái mình mừng. Sám giả tiền khiên hối kỳ hậu quá. Nghĩa là cái lỗi quá khứ đó thì sám, nhưng mà cái tương lai nó chưa hối, cho nên có một nửa thôi mình mừng. Vì vậy mà cái đứa con nó tái phạm vì sám mà chưa hối. Thầy kể hồi nhỏ thầy ăn cắp, quý vị nghe nha, xấu lắm chứ không tốt đâu, xấu lắm. Năm đó 12 tuổi, thầy đi tu 15 tuổi, thì cái thằng bạn chị nó làm ở phi trường Tân Sơn Nhất mà hồi xưa đó, mà làm được ở trong phi trường đó là học giỏi lắm, giỏi lắm, quen biết đồ thân thế mới làm được trong phi trường nữa. Lâu lâu cái chị nó về nhà mua cho nó cái đồ chơi. Hôm đó mua con búp bê, con búp bê mà để nó nằm xuống thì nó nhắm mắt, mà để nó ngồi dậy là nó mở mắt, trời ham gần chết luôn. Ham dữ lắm. Mua cái chiếc xe mà đẩy đẩy có trớn cái buông cái nó chạy cái o rồi nó rồi chơi hồi cái là độn con búp bê trong cái áo chạy về khoe với mẹ. Chứ mẹ hỏi ở đâu đó con, bạn nó cho đem đi cất đi. Mẹ thầy biểu đem đi cất đi, nó nói cho mà. Bố thầy nằm ở nhà trên mới nghe vậy, cái bố lấy cái áo dài tay mặc vô đem con búp bê lên coi, ông trời thấy 14-15 ông thôi rồi tiêu rồi. Bố thì không nghe mà mẹ thì biểu đem đi cất. Cho nên người mẹ phải khôn khéo đó nè, phải ý thức, không thì đồng phạm với con ăn cắp. Mẹ thì biểu đem đi cất mà bố đó thì ngồi dậy lấy cái áo dài tay và đem con búp bê đây, rồi dẫn thầy tới cái nhà của người bạn đó, mà trên cái đoàn đi đó đủ thứ chuyện trên đời, chừng 500 thước thôi mà đủ thứ chuyện trên đời, không đánh không rầy mà dẫn thầy tới cái nhà đó, rồi mời cha mẹ của bạn thầy đỡ lên. Bố biểu vòng tay lại đi con, thì bố nói trước thầy nói sau như là truyền giới vậy đó. Thưa hai bác, thầy cũng nói thưa hai bác, con lỡ dạy ăn cắp con búp bê của bạn. Thầy cũng nói con lỡ dạy ăn cắp, mà chữ ăn cắp ra nó nhỏ xíu à. Mấy cái chữ kia thầy nói lớn, mà cái chữ đó nó nhỏ nhỏ chứ, bị xấu quá. Ăn cắp mà con biết có lỗi, con thưa hai bác với bạn tha lỗi cho con. Con nhận cái khuyết điểm, và kể từ hôm nay đến suốt đời con không dám ăn cắp nữa, cho tới bây giờ 70 tuổi không ăn cắp. Một lần sám hối rồi tận ông tận cha hết dám ăn cắp. Không ăn cắp 12 tuổi, bố thầy dẫn đi sám hối, mà đâu có Phật đâu, không có Phật nào hết. Mà bố thầy không phải là Phật tử, cũng không phải là người học Phật Pháp, nhưng bố thầy cái cách dạy con hay quá. Anh em thầy trong nhà bây giờ còn ở nhà 5 người, không đứa nào ăn cắp hết. Em thầy ở nhà 5 đứa không có nào ăn cắp hết. Một trái ớt, một cái cộng hành của hàng xóm cũng không rớ nữa.
lại do bố thầy dạy cái cách sám hối. Như vậy tức là con mình nó có lỗi, nó về nó năn nỉ mình, nó nhận cái khuyết điểm là cái quá khứ. Sám giả tiền khiên tức là cái quá khứ nó sám mà cái tương lai nó chưa hối, yêu cầu nó phải nói rằng thưa bố mẹ, kể từ hôm nay đến suốt đời con không dám tái phạm nữa, như vậy mới là sám hối. À, như vậy ở thế gian có cái phương pháp mà con nó nhận khuyết điểm, nó nhận lỗi rồi mình thấy nó có kết quả, có kết quả nhưng mà chừng tuần thôi à. Tuần sau nó nhìn định nó chốt sầu chìa khóa, nó lấy tiền nó đi tiếp, là vì nó sám mà nó chưa hôi. Thế thì bây giờ thầy nói cái công đức sám hối rất là mầu nhiệm. Bởi vì sao? Mình tự mình kiểm điểm cái hành vi mình đã tạo ra, vì nó ở trong cái tiềm thức a lại gia thức, nó giữ cái chủng tử ăn trộm ăn cắp đó, nó giữ lại đó. Mình biết, người khác họ không biết nhưng mình biết. Mình đem cái thâm tâm này ra mình hối cải ăn năn. Bây giờ quý vị đi chùa, quý vị đọc hồng danh Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, rồi lại tới pháp giới tàng thân A Di Đà Phật, có phước, lại được có phước, nhưng mà chưa sám hối. Chưa sám lại thôi. Lại Phật có phước, tụng kinh có phước, nói rõ ràng đó, nhưng mà sám hối thì chưa. Quý vị phải nói như thế này: cái tội của con từ trước đến nay đã con xin sám, và kể từ hôm nay đến suốt đời con không phạm nữa. Nam Mô Phổ Quang Phật. Rồi đứng dậy nói nữa: cái tội quá khứ đó là con chừa bỏ, cái tội tương lai con không dám tái phạm nữa. Nam Mô Phổ Minh Phật mới được. Chứ mình lại không thì chưa được. Chỉ có một phần có phước thôi. Nhớ là lại Phật có phước, tụng kinh có phước. Lại một lại có phước, một lại mà lại nhiều lại có phước nhiều lại. Nhưng mà cái sám hối đó mình chưa sám hối. Phải nói đàng hoàng, nhưng mà nói trong tâm, chứ không phải nói ra mọi người. Bao nhiêu người đây lên chánh điện là nói nó ồn ào hết sao. Cho nên mình nói là cái tội quá khứ con xin ăn năn chừa bỏ, cái tội trong tương lai con không dám tái phạm. Nam Mô Phổ Minh Phật. Cứ như vậy thì mấy lại cũng được. Nhưng mà trong thâm tâm của mình là phải nói lên cái sự sám hối của mình. Cái chuyện quá khứ là sám giả tiền khiên, cái tương lai là hối kỳ hữu quá. Tức là có hai cái đi, quá khứ và tương lai. Mình hiện tại, mình là người hiện tại thì cái việc quá khứ đã qua rồi, mình mang tội rồi. Nhưng mà cái tương lai của mình bởi vì mình là hiện tại thì mình tạo cái tương lai, cho nên mình sám là cái quá khứ và cái tương lai. Sao? Thế thì trong cái cách sám hối chia là làm bốn: hồng danh sám hối, như mình tụng hồng danh đó gọi là hồng danh sám hối đó. Ngày tịnh danh, ngày soạn ra 81 cái danh hiệu Phật ở trong hồng danh bảo sám nghi thức, để cho tăng sĩ, cư sĩ thực hành là những cái ngày sóc vọng để mình lại danh hiệu các vị Phật đó. Rồi mình đem cái tâm của mình ăn năn, mình hối cải, nhờ chư Phật đó gia hộ cho mình. Chứ ngài không có chuộc tội cho mình được, ngài không có cho tội mình được, mà tự mình. Như vậy cái phương pháp thứ nhất gọi là hồng danh, tức là lễ bái hồng danh các chư Phật, rồi mình đem cái tâm của mình ra mình sám hối, thì các ngài gia hộ cho mình. Cái đó là cái nghĩa hồng danh. Cái thứ hai là tác pháp sám hối. Cái này là dành riêng cho tăng sĩ, chứ còn cư sĩ thì không làm cái này. Một vị tỳ kheo phạm giới, thỉnh đủ 20 vị tôn túc trưởng lão phát lộ sám hối.
giống như một cái giới giới đàn. Cái giới đàn mà các vị tu sĩ thọ giới là tam sư thất chứng, nhưng mà cái đàn sám hối phải 20 vị. Nếu ni là phải 2 bộ tăng ni, 2 bộ tăng ni, 20 vị ni trưởng lão, 20 vị tăng trưởng lão, thì cái hành giả mà phạm giới đó thì phát lồ sám hối. 20 vị trưởng lão này niệm Phật thì cái vị tu sĩ đó mới hết tội. Như vậy cái phương pháp này cư sĩ thì không có thực hiện, mà là để dành riêng cho cái giới xuất gia tu sĩ. Cái pháp thứ ba là thủ tướng sám hối, tức là cái hành giả đó lễ Phật, khi nào thấy cái hảo tướng của chư Phật, chư Bồ Tát thì cái pháp sám hối đó mới thành tựu. Như vậy là cái vị cư sĩ này, cái vị, cái hành giả này phạm cái giới nói dối, phạm cái giới trộm cắp, thí dụ vậy. Thì bây giờ cái vị đó đối trước hình tượng của Bồ Tát, chư Phật và sám hối. Đến khi nào thấy được cái hảo tướng, có nghĩa là mình thấy được chư vị Bồ Tát đó dùng cái tay so cái đảnh mình, hay là mình thấy được cái hào quang, mình thấy được cái tướng tốt của chư Phật và Bồ Tát trong 32 tướng đó, thì cái hiện tượng đó là gọi là thủ tướng, tức là thấy được cái hình tượng của chư Phật và Bồ Tát, thì cái phương pháp sám hối nó mới thành tựu. Cái này hơi cao một chút. Nhưng cái thứ tư đó là vô sanh sám hối. Thì kể cái chuyện vô sanh quý vị nghe. Hòa Thượng Di Lực, ngày về Việt Nam, ngày dạy trường cao đẳng của Tổng Lâm, rồi ngày ra ngoài chùa Từ Quang ở Vũng Tàu, rồi ngày nghỉ mát khoảng một tuần, thì có một đạo hữu ở Vũng Tàu đến mới thăm Hòa Thượng. Hòa Thượng mới hỏi chứ hằng ngày ở nhà đạo hữu tu cái pháp môn nào. Thì cái vị cư sĩ này mới bạch Hòa Thượng, tụi con tu tịnh độ, thường tụng kinh Pháp Hoa, mà trước khi tụng kinh thì tụi con dựa theo cái bản kinh của Hòa Thượng Trí Tịnh dịch đó, tụi con sám hối để ba nghiệp được thanh tịnh. Thì vị cư sĩ đó cũng tình thiệt, nói đàng hoàng vậy đó. Thế thì Hòa Thượng Di Lực mới nói: tội đâu mà sám, mấy ông làm cái việc vô ích. Cái ông cư sĩ này ổng giận Hòa Thượng, không thèm chào đi về, không thèm chào, giận lắm. Tại sao Hòa Thượng Trí Tịnh thì khuyên mình sám hối, trong kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa đó, lật cái trang đầu ra mình thấy có cái phương pháp sám hối. Thế thì tại sao Hòa Thượng Di Lực lại bác? Cái ông đạo hữu này ổng giận. Ổng cho rằng hai cái vị này là không có thống nhất với nhau, mâu thuẫn. Người thì khuyên sám hối, một người bác sám hối. Bởi vì Hòa Thượng mới trả lời là: tội đâu mà sám, các ông làm cái chuyện vô ích. Giận quá ông không có chào Hòa Thượng về 6 tháng. Hôm đó thầy đi Vũng Tàu, vì cái đó là văn phòng của ban trị sự tỉnh, cho nên ban trị sự 3 tháng ra đó họp một lần. Thì thầy ra đó sớm, ông đạo hữu đó ổng tới, ổng mời thầy qua cái chỗ vắng, ổng mới trình bày cái chuyện đó. Còn thắc mắc quá mà 6 tháng nay không ai trả lời được hết, bữa nay gặp thầy, thầy giải đáp giùm cho con đó. Tại sao Hòa Thượng Trí Tịnh thì khuyên tụi con sám hối, Hòa Thượng Di Lực thầy bác? Bây giờ quý vị biết rằng thầy đứng ngã ba đường, không biết theo ai. Theo Hòa Thượng Trí Tịnh cũng không được, mà theo Hòa Thượng Di Lực cũng không được. Đứng ngã ba đường mới làm sao. Rồi nói thôi bây giờ chờ tôi họp một chút cái đã,
Rồi hai thầy trò mình ra ngoài cái bờ kè ở ngoài trước biển đó, nói chuyện ở đây ồn ào lắm, người ta nhiều lắm. Anh chờ thầy 2 tiếng đồng hồ. Rồi xong cuộc họp đó, hai thầy trò kéo ra ngoài cái bờ kè ở ngoài trước chùa Từ Quang đó, dòm ra biển. Thầy nói: đạo hữu, dòm xuống biển coi, tại sao ở dưới biển này có sóng đạo hữu? Chứ cái nước thì không có sóng, mình múc cái thau nước mình để ở trên bờ đâu có sóng đâu. Cái hồ nhỏ nhỏ mình làm ở trong nhà mình chơi có sóng đâu, mà tại sao nước ở dưới biển lại có sóng? Ông đạo hữu ông nói: do tác động của gió cho nên là nước mới nổi sóng. Thầy nói: vậy là trả lời rồi đó. Vậy là trả lời rồi đó. Ông còn trầm ngâm chưa hiểu. Thế thì bây giờ thầy nói thêm cho đạo hữu nghe nè, nguyên thủy của nước thì không có sóng, nhưng mà do tác động của gió cho nên sóng nổi lên mặt nước. Nhưng mà người ta sợ sóng hay người ta sợ nước đạo hữu? Người ta sợ sóng chứ không sợ nước, bởi vì sóng cuồng phong đó nè, rồi sóng to gió lớn chìm thuyền chết người, chứ nước là đâu có chết ai đâu. Người ta sợ sóng, người ta không có sợ nước. Đó là cái chuyện ở ngoài. Bây giờ thầy nói cái chuyện ở trong tâm. Cái tâm của mình giống như mặt nước vậy đó. Cái tâm của mình, bởi vì Đức Phật nói là Phật chúng sinh tâm vô sai biệt, Phật chúng sinh tâm giống nhau. Ba cái này giống nhau. Thế thì tại sao con người có tội, có phiền não mới có tội, có tham, có sân, có si, có dành ăn, có tật đố, có vua nịnh, có giận hờn đó nè, là do tác động của nghiệp. Cho nên trong tâm của mình mới khởi lên phiền não, mà có phiền não thì phải sám hối. Đó đương nhiên rồi. Như vậy Hòa Thượng Duy Lực nói vô sanh sám hối, nghĩa là đạo hữu luôn luôn giữ cái tâm của mình, đừng để nghiệp nó tác động thì không có tham sân si, thì không có thì lấy gì sám hối. Hòa Thượng nói lý mà đạo hữu nghe thì sự, cho nên hai thầy trò giận với nhau, thôi quan hỷ đi, chắp tay hướng về Mỹ Quốc lại Hòa Thượng Ba Lại đi. Ảnh quỳ xuống, ảnh chắp tay ra ngoài biển lại Hòa Thượng Duy Lực Ba Lại. Xong. Như vậy cái nghĩa vô sanh sám hối nó thuộc về lý, nhưng mà hồng danh sám hối, thủ tướng sám hối, hay là tác pháp sám hối là sự, mà vô sanh sám hối là lý. Cho nên lý sự viên dung. Cho nên bây giờ tất cả quý Phật tử trong cái giảng đường này làm cách nào đó không biết, đừng để cho nghiệp nó tác động ở trong tâm của mình, không có khởi lên sân hận si mê tà kiến gì, phiền não gì đó đại khái, thì mắc gì sám hối? Không có thì khỏi sám. Nhưng mà nghiệp nó tác động, phiền não nó khơi dậy trong tâm này, giống như là tác động của gió là sóng mới nổi lên trên mặt biển, là phải sám hối. Vậy là tất cả trong hội trường này phải sám hối, không có nói gì hết. Thầy cũng phải sám nữa chứ không giỏi gì đâu, không phải sám nữa chứ, tất cả đều phải sám. Như vậy bây giờ mình không có tội. Có nhiều người nói tôi nghĩ rằng đời tôi không có làm cái gì cả, mà sao con tôi nó đối xử với tôi tệ quá. Hồi đó tôi đối với cha mẹ tôi có hiếu thảo đàng hoàng, nói trắng nghe trắng, nói đen nghe đen, nói con chuột nói con mèo tôi cũng không cãi. Vậy mà bây giờ con tôi nó hoành hành khổ quá. Không phải đâu, làm hồi trước chứ không phải làm bây giờ. Làm hồi trước, bây giờ là cái quả. Nên nè, cái nhân mình làm ở quá khứ đó thì cái quả hiện tại, cái nhân hiện tại thì cái quả tương lai, chứ không phải là không làm. Nhân quả nó còn nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải đơn giản. Đó là mình học Phật rồi mình mới thấy rằng cái nghiệp của mình tức là trùng trùng điệp điệp không biết bao nhiêu,
quá khứ, vị lai, hiện tại, cứ như vậy mà nối tiếp với nhau nhân quả. Bây giờ nói mầu nhiệm của cái pháp sám hối. Chuyện đầu tiên hết là thời Đức Phật còn tại thế. Bây giờ hai vị có tội lớn nhất đó là Đề Bà Đạt Đa. Vì Đề Bà Đạt Đa đó là cấu kết với thái tử A Xà Thế. A Xà Thế thì bắt vua Tần Bà Sa La nhốt, rồi giết vua Tần Bà La chết trong lãnh ngục để lên làm Tân Quốc Vương. Đề Bà Đạt Đa muốn hại Phật để lên làm một vị Phật mới. Hai cái vị này cấu kết với nhau. Nhưng mà cuối cùng thì Đề Bà Đạt Đa bị đất nó hút. Sau đó thái tử A Xà Thế mới hối hận. Nhưng mà cái chuyện đó là vua Tần Bà Sa La đã chết rồi. Thì bây giờ A Xà Thế mới lên kỳ viên Tinh Xá lễ Phật, ngài trình bày cái việc mà ngài giết vua Tần Bà Sa La do cái tác động của Đề Bà Đạt Đa. Thì bây giờ thái tử thấy rằng cái việc làm sai trái giết cha là một cái tội lớn trong ngũ nghịch tội. Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hớn, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu, năm cái việc đó gọi là ngũ nghịch, thì A-xà-thế phạm cái tội giết cha. Bây giờ A-xà-thế thành tâm sám hối, nhận cái lỗi lầm đó và thưa với Đức Phật rằng trong tương lai ngài không dám tái phạm cái việc đó nữa. Đức Phật mới nói với A Xà Thế: đáng tội của ông thì phải đọa vô gián địa ngục vì tội giết cha mà, nhưng mà do ông sám hối, ông thành tâm ông sám hối, vì vậy cho nên Thế Tôn chứng minh cho ông. Thì sau khi A Xà Thế bỏ cái xác thân này được sanh lên cõi trời, không đọa trong địa ngục, mà đúng ra A Xà Thế phải đọa trong ác đạo, đọa trong địa ngục, nhưng mà do thành tâm sám hối trước Đức Thế Tôn, ngài chứng minh cho, và ngài cho biết rằng sau khi mạng chung thì A Xà Thế được sanh thiên, không đọa trong địa ngục. Đó là mầu nhiệm của cái phương pháp sám hối thời của Đức Phật. Bây giờ nói cái chuyện đời nay. Ở quê thầy đó có hai vợ chồng làm cái nghề mổ heo. Thì hôm đó ông vô trong cái làng chỗ thầy đó, ông mua một con heo để nái. Nó bệnh, ông mang về thì ông nghĩ rằng cái thịt con heo nái đó thì không cần thiết, nhưng mà mấy con heo con ở trong bụng nó, ông quay, ông bán cho người ta đi cúng lăng ông bà Chiểu 30 tháng 7 âm lịch. Họ đặt hàng, niệm Phật giả thiểu, cầu thần giả đa. Nói chuyện niệm Phật thì ít ai niệm lắm, nhưng mà giấy heo, giấy gầu thì dễ giấy lắm. Trong kinh Phật nói mà niệm Phật giả thiểu, cầu thần giả đa. Hãy có cái chuyện rắc rối trong gia đình thì giấy heo, giấy bò đi cúng thần, nhưng mà niệm Phật thì ít ai niệm lắm. Cho nên người ta đi đặt hàng là ông mua con heo đó về để lấy mấy con heo con ở trong bụng nó để quay bán cho người ta đi cúng lăng ông. Thì thường ngày đó bà vợ dậy sớm, lúc 3 giờ bà đi nhúng lửa, rồi ông dậy sau ông làm heo. Thì bà bưng cái đèn bà đi ngang cái chuồng heo, đi ra cái lò, cái bếp. Thì bà mới thấy một người đàn bà ngồi ôm 6 đứa con. Bà rọi cái đèn cho thật kỹ, bà thấy bà hết hồn. Bà mới trở lại nhà, bà mới đánh thức ông chồng: ông ơi, ông ra chuồng heo ông coi cái chuyện lạ lắm. Ông chồng hỏi cái chuyện gì, bà không nói, ông ra đây ông coi. Thì cả hai vợ chồng ra đó đều thấy một người đàn bà ôm 6 đứa con.
Thôi hai ông bà sáng đó đóng cửa đi tu hết, đi ra ngoài núi Vinh á, đi theo mẹ trầu tu tu tịnh độ niệm Phật vậy thôi, mà hai ông bà đi tu hết. Như vậy là ở trong cái bụng con heo nái đó là có 6 con heo con. Nhưng mà đem con heo về để chuẩn bị, để khuya nay làm, để quay 6 con heo con đó, thì cái hiện tượng nó xảy ra là một người nữ, người mẹ mà ôm 6 đứa con tu hết. Thế thì như vậy là ông đi tu trước thầy, nhưng mà khi ông chết ở ngoài núi Vinh đó là thầy không có biết. Bởi vì thầy đi học từ ở dưới Trà Vinh lên Huệ Nghiêm học, rồi ra ngoài Hải Đức học, xong rồi đi làm việc là nó không có gặp ông. Nhưng mà biết là ông ra ngoài núi Vinh ông tu. Thì hôm đó thầy ở Tòng Lâm, thì các vị tăng ở dưới đó lên mời quý thầy ở trên Tòng Lâm xuống dự lễ chung thất cho ông Tám, là cái ông mà trước đây làm lò heo bây giờ đi tu đó, tu mấy chục năm. Cái sư đó mới kể thầy nghe thế này, bởi vì thầy với ông Tám đó là người đồng hương. Tội nghiệp ông Tám lắm, ông biết rằng cái lỗi lầm của ông cho nên ông thường xuyên sám hối. Nhưng mà còn một tháng nữa ông chết, là khuya 2-3 giờ ông dậy ông khẹt khẹt giống như là con heo mình đâm nó mà đến nó gần chết rồi nó kêu nhẹ nhẹ rồi nó chết. Chư tăng ở trong chùa Linh Sơn thấy như vậy mới là tập hợp chư tăng trợ duyên sám hối cho ông. 3 ngày trước khi mất 3 ngày ông êm, ông không còn khẹt nữa. Còn trước đó là khuya 1-2 giờ ông dậy ông khẹt. Tăng chúng sợ lắm, nghe giống như là con heo mà sắp chết vậy. Nhưng mà cuộc đời của ông là ông tu, ông rất là tinh tấn mà rất là thường xuyên sám hối. Nhưng mà cái cận tử nghiệp, còn một tháng nữa gần chết là ông nó xảy ra cái chuyện đó. Thì các sư đã kể cho thầy nghe. Bây giờ cái tháp của ông thì xây ở bên hông chùa Linh Sơn ở núi Vinh. Đó là cái người mà ở quê hương thầy đó. Cái câu chuyện tiếp theo đó là lúc đó thầy ở Đại Tòng Lâm, thì có một tăng sinh, là có một người cô ruột ở Biên Hòa làm cái nghề mổ heo. Tăng sinh mới nói, cô con một đêm cô con giết 20 con heo, cứ lợi cái chỗ này đâm 5 con, lợi tử kia đâm 5 con, như vậy là 4 chỗ 20 con, một con là 50.000. Mà đêm nào cô con cũng làm cái nghề đó hết. Thế thì khi mà bố cô con phát bệnh này 8 năm, nằm một chỗ, cái da bụng với cái xương sống tức là nó sát với nhau. Ở trên đầu giường thì để một cái thao, để cái tấm thớt, rồi cái dao mà cô đi giết cô mổ heo đó, cô cắm lên cái đầu giường đó. Mà khuya 2-3 giờ cô dậy cô ho, chỉ ho vài tiếng thôi thì khạc ra cái cục máu văng vô cái tấm vách chỗ cái giường của cô đó. Không biết bao nhiêu cái dấu khạc ra máu đâu mà không chết. Cái chú tăng sinh mới nói như vậy. Chiều mà lên cái phòng thầy mới tâm sự. Thầy nói thôi được, để thầy xin phép thầy hiệu trưởng rồi mấy thầy trò mình lên đó thăm rồi coi cái tình hình nó ra làm sao. Thì như vậy là thầy dẫn 4 tăng sinh đi lên đó, bước vô cái nhà đó, thấy ở đầu giường mà để cái thao, để tấm thớt, để cái dao lên là thầy muốn dội ra rồi đó. Thấy cái cảnh nó sợ quá. Cái người bệnh nằm đó còn như cái bộ xương cách trí, mà cái vách cái bằng phên tre, mà cái giường nó để sát cái vách, mình đi ngay thẳng như vậy không được, phải đi nghiêng một chút, nó cách có chừng 4 tấc. Mà cái dấu máu mà cổ khạc ở trong cái phên tre đó là không biết bao nhiêu dấu hết, mà nằm nó không chết 8 năm. Thầy mới nói đây là cái nghiệp rồi mấy chú ơi. Chứ còn bình thường phải là chết rồi, mới là cái nghiệp.
nó hành nó báo cái nhân quả mà. Thôi bây giờ đó, dọn cái bàn Phật, rồi thầy ở lại thầy khai kinh, rồi mấy chú ở lại cái bữa quần kinh thầy lên, chứ bây giờ thầy làm ban quản chúng mà thầy bỏ chúng đâu có được. Thôi thầy niệm hương, rồi từ bi xóm pháp đạo tràng. Cái chỗ nào tụng thì tụng, cái chỗ nào lại thì lại, mà cái chỗ nào chấm chấm đó, mình hồi hướng cho cái người này tên gì, bao nhiêu nhiêu tuổi. Mấy chú cứ làm vậy thầy đi. Mấy chú ở lại một tuần sám hối, sáng một thời, chiều một thời, tối một thời, khuya một thời, cứ như vậy là ở cái nhà kế bên, chứ chỗ đó không có chỗ nghỉ. Rồi tới cái giờ hành lễ thì bốn chú tăng sinh về nữa. Thì cái ngày thứ bảy thầy lên thì mấy chú mới nói: hai đêm nay cô con không có ho nữa, mới được có hai đêm thôi, năm đêm trước thì còn ho, nhưng mà hai đêm nay thầy không còn ho nữa. Thầy nói như vậy là kết quả. Thôi bây giờ mình làm lễ quần kinh, nhà thì nghèo, cổ không có gia đình, đâu có ai lo được cái gì. Thầy mới kêu ra ngoài chợ đó, mua ba chén chè, mua ba dĩa xôi. Cái bà bán chè ở ngoài chợ đó, mua ba chén thôi, nhỏ nhỏ vậy, mình cúng, làm cái lễ quần kinh. À, thầy quần kinh xong rồi mấy thầy mới đi ra ngoài tiệm cơm chay đó ăn cơm, thì ở đây cổ chết. Như vậy là thầy thấy là mầu nhiệm của cái pháp sám hối của nhà Phật. Câu chuyện tiếp theo ở Cà Mau, tất cả những chuyện này là thầy chứng kiến thầy mới nói, chứ không bao giờ thầy nói thêm đâu. Pháp sư mà nói trật một cái là đời sau đứt cái lưỡi đó, chứ không đơn giản đâu. Cho nên có mới nói, chứ không có không dám nói đâu. Chuyện Cà Mau còn ly kỳ nữa. Cái bà ở Bạc Liêu 56 tuổi, cái cô gái ở dưới Cái Nước 21 tuổi, cùng chết với nhau mà cách một tiếng đồng hồ. Tức là cái cô ở dưới Cái Nước chết trước một tiếng, rồi nhập vô cái bà ở Bạc Liêu. Cái bà Bạc Liêu bây giờ bà sống vậy mà con bà không biết, chồng bà không biết, cháu nội bà không biết, dâu bà không biết, dòng họ không biết. Bà nói bà ở Cái Nước, rối không? Thì cái bà này đi bà, nếu bà sống lại thì bà biết cái chuyện ở gia đình của bà, tại sao bà không biết? Hỏi bà nó, bà lắc đầu, bà ở Cái Nước mà bà là người Bạc Liêu, có chồng, có con, có dâu, có cháu nội, không biết. Rối không? Gia đình rối hết. Bây giờ sợ cũng sợ, nhưng mà thấy lạ cũng muốn theo dõi coi cái chuyện này ra sao. Họ điện cho thầy, thầy ở Vũng Tàu mà đi ban đêm, sáng mới tới dưới, mò mò hai thầy trò đi sáng tới dưới. Thì bà cũng chào thầy bình thường, nhưng mà hỏi chứ quê bà ở đâu? Quê ở Cái Nước. Thì trong nhà này chồng bà nói: lạ lắm thầy ơi, hôm qua nay vậy đó, không ngồi dậy, chỉ đổ nước thôi, còn không ăn uống gì mà cứ nói ở Cái Nước không. Bây giờ thầy tính sao? Thầy nói thôi được, chiều nay đó mình bao cái xe rồi đi xuống theo cái địa chỉ ở Cái Nước đó, mình khảo sát coi cái chuyện nó làm sao. Thì xe trên này đi chiếc xe tốc hành, đi xuống dưới đó thì vô ngay cái nhà, là cái hòm của cái cô gái đó còn hoàn lại đó. Bảo bố của cô đó cho biết là 10 giờ sáng ngày mai mới đem đi chôn, xây kim tỉnh ở sau hè đó, 10 giờ ngày mai mới chôn, cái hòm còn để đó. Thầy mới kêu cái ông bố đó ra ngoài, thầy nói riêng chứ không có nói trong này, người ta nghe nó phức tạp lắm. Thầy nói công chuyện nó vậy đó, bây giờ tụi tôi xuống cho đúng không? Ông già hết hồn, nói vậy là con tôi nó đầu thai rồi. Nó không phải đầu thai, chưa đầu thai, cái bà kia chết bây giờ nhập vô nói lèo lẻo rồi, nó mà nói ở Cái Nước không à. Thôi bây giờ anh cho một người bà con của cái cô này nè đi theo xe lên nói coi bà kia bảo biết không. Thì cái ông bố của cái cô mà chết trong cái quan tài đó cho một người dì ruột đi theo xe lên đó. Bà này mới vô thì cái bà này bà nhận là dì ruột của bà.
lạ đời, nhẫn là di ruột liền. Nhưng mà tất cả mọi người trong gia đình này là ba không biết. Rồi sao bây giờ thầy mới nói với hai sư cô đó, bây giờ thầy thì không ở lâu được, công chuyện thầy nhiều lắm, bây giờ hai sư cô ở đây giúp giùm cho gia đình này một chút, thầy niệm hương, thầy khai kinh nè, đi làm bằng Phật đồ rồi, nhưng mà bà này bà không có niệm được là làm sao mà tụng kinh. Thôi sẵn có bàn Phật đó, rồi thầy mới niệm hương, thầy khai kinh, hai sư cô sám hối. Hai sư cô mới nghe lời, nói thôi rồi sư phụ nói tụi con nghe, ráng cố gắng giúp giùm cho bà, chứ bây giờ gia đình người ta hoang mang lắm, mà cả cái xóm này bây giờ nó rối hết. Tự nhiên cái bà này bà chết, rồi bà sống vậy bà nói tùm lum, nói chuyện ở đâu đâu không. Thì hai sư cô đó sám hối. 3 giờ chiều ngày hôm sau thì cái cô gái này, cái vong linh cô gái này xuất ra, cái bà này chết thiệt, làm đám ma. Như vậy quý vị thấy là cái phương sám hối rất là có hiệu quả, rất là linh nghiệm. Cho nên qua tất cả những cái việc này, thầy truyền đạt cái ý tưởng này và cái công đức của cái phương pháp sám hối này, thì quý vị lưu ý cố gắng làm. Chuyện cuối cùng, sư cô này đệ tử của Hòa Thượng Giảng Đức, mà lúc đó thầy mới có 22 tuổi rồi, mới 22 tuổi. Sư cô mới kể cho thầy nghe thế này: con có một đứa em gái mà nó hư lắm, nó quan hệ tình cảm với ông chú ruột, nó có thai. Con mới rầy nó, con nói cho nó giận con cái nó uống thuốc nó chết, hai mẹ con chết hết. Thì sư cô nói rồi, cô chỉ khuyên lơn nói vậy thôi, nhưng mà thầy nghĩ rằng chắc sư cô nói nặng lắm, bất tử, cho nên cô này chịu không nổi mới tự tử mà chết. Hai người, hai mẹ con chết hết. Sư cô mới nói: lạ lắm thầy, khi mà đứa em con nó chết rồi đó, con lên bàn phận con thắp nhang rồi, con thấy nó tối đen hết, con không thấy đâu đâu hết, mà cổ lại pháp qua một chữ một lại. Tu vậy rồi chứ không phải tu thường đâu. Là kinh pháp qua hơn 60 muôn lời thành 7 cuốn, vậy mà cổ lại một lại, một chữ một lại một chữ. Mà qua cái sự việc con em cổ chết với cái bào thai đó là cổ lên bằng Phật, cổ không thấy đâu là đâu hết. Cổ sợ quá, cổ về cổ thưa với Hòa Thượng. Hòa Thượng mới nói: nó chết quang đó, nó giận mày đó, thôi để thầy xuống thầy sám hối, thầy khai thị cho nó. Hòa Thượng đích thân xuống cái tịnh thất của sư cô đó là sám hối 100 ngày. Mỗi một kỳ, một buổi sám hối là thầy ngồi thầy khai thị 30 phút, mà 100 ngày thì sư cô đó mới thấy cái bàn Phật sáng trưng, trở lại tu hành bình thường. 100 ngày mà cái đức độ của Hòa Thượng Giảng Đức, thì quý vị thấy rằng cái phương pháp sám hối hết sức là màu nhiệm. Cho nên thầy tin tuyệt đối, nói gì nói thầy tin tuyệt đối, bởi vì qua tất cả những chuyện thầy đã chứng kiến rồi, thầy thấy rồi, màu nhiệm lắm chứ không đơn giản. Cho nên hôm nay những cái buổi giảng đầu năm này, thầy nói cho quý Phật tử ở chùa Phật Học Xá Lợi này phải tin tưởng lời của Phật và áp dụng cái phương pháp sám hối. Để gì? Để mình giải được cái nghiệp, và cái người mà với mình nó có một cái quan trái ở đời nào đó, bây giờ nghiệp chướng cũng được tiêu trừ. Chứ còn không đó, mình không nhờ cái pháp sám hối này thì khó mà tiêu trừ được nghiệp chướng đó. Cho nên bây giờ mình mới nghĩ rằng Đức Phật thương chúng ta quá, Ngài bỏ quốc thành thê tử, Ngài bỏ đời riêng tư cá nhân của Ngài, Ngài tìm con đường giác ngộ, rồi Ngài chỉ lại, Ngài dạy cho mình.
mình dại dột quá, không tin. Đó nè, si mê quá mình không nhận được những cái lời dạy của đấng giác ngộ để mình tu tập. Như vậy trên cái con đường tu hành của mình, cư sĩ cũng như tu sĩ, ai cũng chưa dám vỗ ngực mình hoàn toàn không có tội đâu, mà có tội là phải sám hối. Như thầy nói lúc ban đầu, do tác động của gió mà sóng nổi lên mặt nước, sóng sẽ chìm tàu chết người, chứ còn nước thì bình thường. Đó là do tác động của nghiệp, cho nên trong tâm của mình khởi lên phiền não, sân si tật đố tà kiến si mê, mà có phiền não là phải sám hối. Bây giờ cái tác động của nghiệp, do tác động của gió thì nước nổi sóng, do tác động của nghiệp phiền não nổi ra trong tâm, chúng ta phải sám hối. Cuối cùng thầy kể cái chuyện này quý vị nghe rồi chúng ta nghỉ. Đường xa thầy về, quý vị ở đây nó ra khỏi chùa Xá Lợi tới nhà rồi thầy còn đi dài dài nè. Chuyện có thiệt không bao giờ tin, chuyện có thiệt mà không bao giờ tin nha. Tức là cái bà này là đạo tràng niệm Phật ở chùa Nam Dư Thượng ở Hoàng Mai, cái đạo tràng của thầy ngoài đó. Thế thì bà đi niệm Phật, bà mới mời thầy, bà nói chuyện gia đình của bà thầy nghe. Thế thì hai vợ chồng mới có 56 tuổi, tức là chưa đến cái tuổi hưu trí, là công nhân viên hết, đi dự cái tiệc tân gia của người bạn. Mà ông chồng mới cầm cái ly bia lên mới nói thế này: xin các bạn cho mình phát biểu, đường xa chở vợ trời tối hạn chế uống bia. Cho nên ông chỉ nhấp môi xốc, anh để cái ly bia xuống, rất là tử tính, không uống. Đường xa chở vợ trời tối mà lỡ uống bia nó xỉn thì sao. Cho nên anh xin với bạn nè, anh phát biểu rồi anh nhấp môi đi về. Tức là đường về từ cái nhà của người bạn đó cách 20 cây số là tự ngã xe té cho không có ai đụng hết, trời tối rồi. Hai cái nón bảo hiểm còn bình thường. Bà vợ bà lồm cồm bà ngồi vậy, mà ông chồng thì bất tỉnh, nằm xuôi tay đó bất tỉnh, chỉ nhéo cùng mình hết, không có cái chỗ nào có cảm giác hết. Đại tiểu trong quần luôn, bà rối quá. Bây giờ tự nhiên cái chuyện bình thường ngã xe thôi, đâu có ai đụng chạm gì đâu, mà hai cái nón bảo hiểm thì còn, không có văng ra ngoài đường, sao lại tình hình trầm trọng vậy. Chị bắt xe taxi chở vô bệnh viện Việt Đức, bệnh viện nó chở ra ngoài đi. Bày hay lắm. Bây giờ đưa vô cái phòng cấp cứu vậy sao người ta làm việc, rồi đưa ra ngoài đi, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới đưa vô đây. Chị đưa ảnh ra ngoài mướn người ta tắm, mua bộ đồ mới mặc vô, chở vô phòng cấp cứu. Bác sĩ khám cho biết là không bị chấn thương sọ não. Tức là nhịp tim tăng xong áp huyết gì đó bình thường, nhưng mà không có tỉnh, không tỉnh, nhưng mà không có chấn thương sọ não. Rồi bắt đầu truyền dịch, hết chai này truyền chai khác 3 ngày. Bác sĩ nói với bà vợ cái bệnh này lạ quá, thôi chị đi về lo việc nhà, để số điện thoại đây, rồi có cái gì bệnh viện người ta liên hệ. Chứ cái gì 3 ngày mà không tỉnh mà không chấn thương sọ não, nó bình thường. Cả cái ekip bác sĩ đây người ta cũng ngạc nhiên. Chị về sáng đi thăm ông chồng cũng giống như vậy, sáng hôm sau đi thăm ông chồng cũng tình trạng như vậy, sáng hôm sau đi thăm ông chồng cũng tình trạng như vậy, đúng 7 ngày. Tức là 3 ngày rồi thêm 4 ngày nữa. Cái ngày cuối cùng hả, chị ngồi cái đầu giường, ngồi dưới đất á, phía trên cái đầu đó, chị mới than: sống thì sống, chết thì chết, bây giờ không sống mà không chết 7 ngày rồi, khổ quá. Anh ngồi vậy anh hỏi chứ làm gì mà càm ràm đó, bà làm cho bà kể lễ đó, chỉ sợ quá, chỉ chạy chỉ cho bác sĩ 5 ông bác sĩ tới, 5 ông chứ không phải 1 ông đâu. Sao cái bệnh gì lạ vậy, nếu mà bình phục thì cũng từ từ chứ tự nhiên rồi mê mà. Không có tỉnh, ngồi vậy cái nói tỉnh bơ, giống như ngủ rồi ngồi vậy.
Kể quý vị nghe đâu có chuyện gì. Ông bố dẫn anh đi vào Sài Gòn thăm ông bác, mà bố nói thôi, cha con mình lâu ngày gặp nhau ngắn ngủi vậy đủ rồi, con đi về để vợ con nó trông. Bố dẫn anh ra bến xe mua cái vé xe đi về. Ông già chết năm 97, dẫn ông con đi Sài Gòn thăm ông bác một tuần. Thầy nói thôi, chiều tôi bắt xe tới nhà tôi hỏi ảnh coi lý do làm sao, chứ chị nói rồi tôi chưa tin đâu. 2 giờ thầy bắt taxi và tới nhà, thì thầy hỏi chứ sao anh, chỉ kể tôi nghe chuyện đó sao. Ảnh nói tôi đang lái xe cho tôi thấy một cái dần đang thui, tôi không biết gì nữa hết, xong không biết gì nữa. Bố tôi dẫn tôi đi Sài Gòn, là lúc mà bố tôi mất đó, thầy bác tôi ở Sài Gòn có về dự đám tang. Bố tôi nhỏ hơn bác tôi 4 tuổi. Thì cái ngày tang lễ đó bác tôi có về, nhưng mà từ năm đó tới nay là tôi không có đi thăm, kinh tế gia đình khó khăn lắm, cho nên vợ chồng tôi không có ai đi thăm ông bác, là anh của bố. Như vậy là ông bố về dẫn ông con đi thăm ông bác, nói với thằng con thôi, cha con mày lâu ngày, tức là 97 tới giờ 2014, cha con mình lâu ngày gặp ngay nhau ngắn ngủi đủ rồi, con đi về để vợ con nó trông. Bố dẫn anh ra bến xe mua cái vé xe cho đi về. Đại khái đó là bà vợ đi chùa niệm Phật, kể cho thầy nghe, thầy mới đích thân bao taxi đến nhà ở Thường Tín. Thầy hỏi ông chồng cho ra lẽ, ông chồng ông mới kể cho thầy nghe, đó là thấy cái vần đen rồi không biết gì nữa hết, ai làm gì không biết, đi với bố vô Sài Gòn thăm ông bác. Đi bằng cái gì? Đi bằng cái tâm thức giống như người nằm chiêm bao vậy đó nè. Cho nên cái người nằm chiêm bao như thế nào thì cái người chết cũng y như vậy, không có mất mát gì hết. Vì cái người nằm chiêm bao là ngủ mê rồi cái thần thức nó đi ra, thì cái người ngủ nằm đó mà không biết gì hết, rồi nó đi hỷ nộ ái ố vui buồn giận hờn gì, cái thần thức nó cảm nhận hết. Xong rồi nó nhập trở vô thì cái người này còn sống, tim còn nhịp, máu còn lưu thông, cho nên nó nhập vô được. Cái người này thức dậy biết cái điềm chiêm bao đó là giả. Còn cái người chết là cái thân nó hoại rồi, tim không còn đập nữa, máu không lưu thông nữa, cho nên thần thức nó đi ra rồi nó trở vô không được, nó đứng nó dòm, nó tiếc, tiếc lắm. Cái đồ cắt móng tay mất mình cũng thấy buồn, cho nên họ đứng ở ngoài họ thấy cái thân này họ tiếc, họ vô, vô không được đi ra, ra rồi tiếc, đi vô, vô không được đi ra, vô ra nhiều lần lắm. Cho nên bên tịnh độ mình phải để 8 tiếng, 8 tiếng. Cho nên để cái máy niệm Phật đó, đừng có ồn ào gì hết, để nguyên, đừng có đụng chạm gì hết. Nếu mình có người niệm thì một người thôi, niệm chậm rãi. Nếu như bận rộn lắm thì mình để cái máy niệm Phật, để cho cái người đó họ đi vô, họ vô không được, họ nghe cái niệm Phật, họ nghe được cái niệm Phật đó, họ đi theo cái tiếng niệm Phật đó. Còn nếu như mình khóc lóc, mình kể lể, mình ôm đầu, mình hung, mình làm lung tung sèn hết, họ đau lắm, họ giận, họ sân si, nó dẫn xuống địa ngục luôn.